Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải tiếp đề thi chuyên anh các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ giải tiếp đề thi chuyên anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Rồi chúng ta đã hoàn thành uh, những phần uh, dưới đây rồi các bạn nha. Rồi chúng ta đã xong phần này rồi nè, phần ngữ pháp. Rồi uh, chúng ta đã xong phần uh, sửa lỗi sai, word form chia thì nha. Rồi word form chia thì. Rồi điền từ phù hợp nè, à, uh, ha, phần đọc hiểu thầy đã hướng dẫn à, từ vựng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phần này. Rồi phần này chính là phần điền từ phù hợp vào đoạn văn. Rồi đây các bạn, thì cái bài của chúng ta là cười, hãy cười đi. Rồi à, cười đi please. Rồi xin, à, xin mời cười. Rồi tạm dịch là vậy các bạn. Rồi hãy cười lên nào. Ý là vậy ha. Những nhà nhiếp ảnh các bạn, những nhà nhiếp ảnh nè. Thì luôn luôn insist đây, rồi đây, khăng à, khăng khăn rằng, đòi hỏi rằng chúng ta cười khi tấm hình của chúng ta đang được chụp, rồi, nhưng what if, à, cái gì nếu chúng ta không feel uh, smiling, rồi, câu số 1, các bạn sẽ điền chữ gì, rồi, ở câu số 1 này, các bạn có từ feel, và phía sau có verb in, các bạn nghĩ ngay tới cho thầy, chính là feel like, à, in và nó cũng hợp nghĩa nha rồi ý nó là à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có thích cười không có muốn cười à, lúc đó cười không được ý là vậy các bạn rồi đây smile ha feel like còn góp in rồi thầy thấy các bạn đúng rồi nha rồi đây rồi đây chúng ta sẽ à, các bạn sẽ sử dụng cho thầy là feel like còn góp in nha rồi chúng ta không có feel want rồi từ Z yes này các bạn tuy nhiên rồi, tuy nhiên, đây, a few of us, rất ít trong chúng ta uh, dám nói không cười. Khi chúng ta nghe những từ này, cười lên nào, thì lúc đó không có ai mà không cười hết. Ý là vậy các bạn, rất ít người sẽ không cười. Rồi, rồi, câu số 2, uh, chúng ta mong đợi những người khác để cười. Camera, đây, bởi vì, ở đây các bạn có cái từ bởi vì thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thay là tại sao nha. Rồi, cái bài close test này các bạn thì các bạn làm trên 6 từ là giỏi rồi nha. Và để mà làm tốt nó các bạn cần phải nắm vững về cấu trúc câu collocation các bạn sự phù hợp giữa chủ ngữ động từ và phải quan sát cho kỹ nha. Cách tốt nhất là các bạn luyện tập à, lấy những dạng bài tập này ra làm. Các bạn càng làm nhiều thì các bạn sẽ à, làm rất tốt nha, sẽ dễ nhận diện ra và ở trong kênh của thầy thầy đã có nguyên có chuyên đề về các chủ đề này cho các bạn nè. Nguyên có chuyên đề luôn. Nguyên có chuyên đề luôn các bạn, 100 à 100 câu từ 10 đề thi chuyên anh Rồi câu tiếp theo. Rồi câu tiếp theo nha. Rồi trời ơi các bạn làm rất là nhanh. Đây. Rồi đây các bạn, à, khi chúng ta rồi cái gì đó, một tấm hình của một sự kiện các bạn. Rồi câu số 3. À, các bạn sẽ điền cho thầy. Rồi lúc thì rất nhiều cái để đi theo. Ở đây các bạn chọn thầy lúc khác nha. Rồi khi chúng ta nhìn vào một tấm hình uh, của một sự kiện. Chúng ta muốn nhớ cái dịp này như là có một cái dịp uh, rất là vui. Rồi thì ở câu số 4 các bạn. Câu số 4 các bạn thấy ờ uh, hoặc ẩn cộng tính từ cộng danh từ. Thì các bạn hãy nghĩ ngay tới từ sách nha. Rồi có một dịp một cái kỷ niệm rất là vui. Rồi làm sao bạn có thể theo nhớ cho thầy nha từ theo này các bạn nó cũng trong trường hợp này các bạn nó chính là tương tự với cái từ là differentiate là phân biệt các bạn làm sao bạn có thể phân biệt ý là vậy nha rồi nụ cười của một ai đó thì uh, genuine nè là thật các bạn là thật à, hay là không có nghĩa là giả hay không các bạn rồi giả hay là không? Rồi câu số 5, ở đây bạn có not nè. Rồi có not, uh, sorry các bạn có từ o, có từ o thì bạn nghĩ ngay tới chữ gì? Rồi có từ o thì bạn nghĩ cho thầy tới từ, từ gì các bạn? Weather nha. Rồi đây, weather. Rồi. Weather, Where the. Rồi, weather đây các bạn. Rồi Liệu nụ cười của họ là genuine Là thật hay là giả nha Rồi, à, bạn hãy check cái lips Là cái môi các bạn À, đúng rồi, lips là cái môi à, Cái môi nâng lên Và con mắt sẽ tạo những nếp nhăn Rồi, ở những cái góc các bạn Rồi, những cái góc trên khuôn mặt đó nha Rồi, tóm lại là vậy nha Rồi, à, cái gì đó các bạn Rồi, câu số 6 nha À, chúng ta không chỉ cười khi chúng ta hạnh phúc Rồi, chuyển ý các bạn rồi, chuyển ý ha, người ta chuyển ý nha Chúng ta cũng cười cái gì đó nè Để xuất hiện, à, cởi mở với những người mà chúng ta quen biết Lưu ý cho thầy là các bạn có cái từ Awaitances nha, là những người quen biết à, Nó khác với cái từ Relatives các bạn Relatives là bà con họ hàng Còn Awaitances là những người mà bạn Không phải bà con, mà bạn biết họ ha Gặp cũng say hello, ý là vậy Rồi, câu số 6 nha Câu số 6 đây các bạn rồi bạn chọn cho thầy. Tuy nhiên. Rồi, however. À tuy nhiên, chúng ta không chỉ cười khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta cũng cười in. Rồi, câu số 7 nè. Câu số 7 thì bạn thấy rằng in kia là to và ở đây là chỉ mục đích các bạn. Rồi, chỉ mục đích. Ở đây chính là in order to để ha, để xuất hiện, cởi mở ha. À, với những người chúng ta quen biết, cung cấp một cái một cái ấn tượng tích cực của của gì các bạn rồi của gì rồi cung à, cung cấp một cái à, ấn tượng đầu tiên tích cực của chúng ta nha rồi ở đây các bạn sẽ chọn từ chúng ta cho thầy là từ us nha rồi of us các bạn rồi một cái ấn tượng à, tích cực của chúng ta từ us các bạn nha rồi thì us cho thầy rồi tiếp các bạn, rồi hoặc nè, rồi hoặc à, uh, nha, hoặc là những cái tình huống mà ó quật, rồi uh, những cái tình huống mà gây, uh, những cái tình huống mà gây ra uh, ngượng ngùng các bạn, rồi đúng rồi những tình huống ngượng ngùng, rồi những cái tình huống mà kỳ cục, rồi là cười lên cái, mọi thứ nó dễ chịu hơn, ý là vậy nha, rồi rồi, câu số 9 các bạn. À không có gì giống như cười để giúp chúng ta get ahead nè. Rồi, get ahead cũng tương tự như là giải quyết được các bạn nha. Rồi, giải quyết được hoặc là thành công. Rồi, câu số 9 bạn sẽ chọn chữ gì đây? Rồi, câu số 9 các bạn sẽ chọn cho thầy. Ở đây là is nothing like đây chúng ta hay có cái câu mà có hoặc không có các bạn Ở đây là không có nha Rồi there's nothing like không có cái gì Như là, là nụ cười à, Có thể giúp chúng ta để mà thành công Rồi ở đây uh, Personally Professionally Rồi personally Professionally các bạn Về phương mặt nhà, mà mặt cá nhân Rồi lẫn cái sự chuyên nghiệp và cái ảnh hưởng tích cực của nó này các bạn rồi à, có thể giúp rồi chúng ta sống lâu hơn rồi thì ở câu số 10 bạn nào mà quan sát ha bạn nào dùng từ quýt ở đây là không ổn nha bởi vì nếu bạn dùng từ quýt thì các bạn thì đây phải là danh từ đây phải là danh từ thì mới quýt được các bạn quýt phải là danh từ ở đây thì không có điền danh từ bạn nào quan sát được chữ n này nè. rồi như thầy đã nói rằng close test là bạn phải quan sát rồi bạn phải hiểu và bạn phải quan sát thì bạn mới dễ làm được nha ở đây bạn có cái từ N nha rồi à, thì ở đây các bạn sẽ chọn của thầy là both rồi có nghĩa rằng à, về phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp nha rồi về phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo rồi chúng ta sẽ qua phần riding các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần riding. Rồi đây. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần riding các bạn. Rồi câu số 1 nha. Rồi cái đề này à chờ chờ thầy xíu cho Z. Enter, oh, enter. Rồi các bạn sẽ viết. Rồi các bạn sẽ viết với cái từ entertain nha. Rồi câu số 2 các bạn sẽ viết với cái từ estimated rồi câu số 3 Rồi câu số 4 các bạn Đây 5 Rồi 5 Rồi 5 Rồi viết 5 câu này trước các bạn Đây chúng ta sẽ viết 5 câu này trước nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết các bạn Rồi các bạn viết cùng với thầy nha Rồi đề thi thầy đã bỏ bên trên đó cho các bạn rồi Đây câu số 1 Đây chúng ta hay gặp cái dạng này Rồi chúng ta hay gặp cái dạng này nha Dù cho các website mạng xã hội thì thú vị nha Đây chính là entertaining là thú vị thì những người sử dụng nên học cái cách để sử dụng chúng trong một cách phù hợp rồi tóm lại thấy chữ ondo rồi ondo ở đây ta cho các bạn là tính từ hoặc danh từ thì ở đây các bạn sẽ một là s hai là do rồi bạn nào s cũng được và bạn nào do cũng được nha rồi thầy có nguyên một cái chuyên đề các bạn cái kênh của thầy uh, trên youtube uh, đầy đủ mọi thứ cho các bạn ha để các bạn tỏa sáng nha bạn nào làm xiên. rồi tới chủ ngữ nha rồi so so à, cái này có chuyên đề viết câu đó các bạn net working mà nhiều bạn chưa biết tới ở trên kênh trực tiếp các bạn rồi a à, phải rồi tóm lại viết lại hết nha rồi tóm lại là bạn viết lại hết users rồi nên lên rồi how to use them rồi in a proper way rồi đây rồi tóm lại câu này bạn sẽ viết thế này đây chính là cấu trúc dù cho rồi tính từ hoặc trạng từ cộng S cộng Rô cộng S cộng V Rồi đây Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo à, Câu số 2 Câu số 2 các bạn Đây số 2 đây Rồi số 2 à, Ở đây là nó được báo cáo rằng Thì chúng ta dịch là người ta báo cáo rằng các bạn nha rồi, người ta báo cáo rằng người ta từng thuộc rằng á. Rồi. Một con số ước tính là 800 triệu trẻ em trên toàn cầu. Rồi. À, đang có cái sự giáo dục của họ bị eruptic là bị ngắt quãng nha. Rồi, bị ngắt quãng nha. Bởi vì coronavirus. Rồi, đây chính là bị động dạng đặc biệt nè. Cái dạng này thầy cũng có nguyên một cái chuyên đề trên YouTube đó các bạn. Rồi, đầy đủ cho các bạn luôn từ công thức tới đủ thứ hết. Rồi chúng ta viết lại hai chủ ngữ nè, 800 triệu ha. a million uh, children global uh, globally. Rồi đây chính là chủ ngữ các bạn. Rồi đây là chủ ngữ nha. Tại khúc này chủ ngữ đó. Bạn nào mà viết mà không có chữ lùa triple là chặt lắp nha. Rồi ở đây thầy đã thấy rất nhiều bạn dùng từ is. Đây bạn thấy nè. Lưu ý thầy nha, chữ A này ở đâu ra các bạn? Rồi chữ A này ở đâu ra? chữ A này là động từ Động từ của cái gì? Chữ A này chính là động từ của cái này Rồi Có nghĩa rằng Cái này Bạn nào mà dùng is là chật lớp Thầy thấy quá trời bạn dùng is luôn Phải A Rồi để thầy coi coi Rồi Rồi cảm ơn Thì Lâm nha rồi, à, đây các bạn, ở đây là từ A, bạn nào mà is is là trực lớp nha thì thấy khóa trời bạn là y luôn á phải là a mới đúng rồi report nha nha, rồi ở đây sẽ là tu rồi tu nha rồi phía sau dùng thì người ta dùng thì hiện tại nha phía sau người ta dùng thì hiện tại thì các bạn cứ cộng v một cho thầy ở đây a thì cứ biến nó thành b rồi giữ nguyên nào rồi have been rồi viết lại hết các bạn rồi there education Europe, Europe, tịch, rồi, because of coronavirus, rồi, coronavirus, rồi, chấm cái các bạn. Rồi, tóm lại câu số 2, nhìn như vậy mà có người sai nha, nhìn như vậy mà có người sai quá trời luôn. Rồi, tóm lại câu số 3, rồi, bây giờ tới câu số 3 các bạn. Đây, số 3 đây rồi the hashtag các bạn, đây chính là hashtag nè, rồi tag có nghĩa rằng uh, hashtag các bạn, rồi các bạn là chắc các bạn hiểu hơn cái thầy hơn uh, hiểu uh, hơn hơn cái này hơn thầy nè, uh, có nghĩa rằng giống như một cái từ khóa về một cái chủ đề chung các bạn ở trên mạng mà phổ biến á, ví dụ vậy uh, challenge uh, là thử thách quét dọn rác á, ý là vậy nha. Thì quá ảnh hưởng đến nỗi ngày càng nhiều người bắt đầu để mà dọn sạch các khu vực ô nhiễm lân cận của họ. Tóm lại trong câu này, thầy cũng có nguyên một cái chuyên đề trên Youtube cho các bạn nha. Là chuyên đề đạo ngữ. So that, such that, câu 1 là cấu trúc gì? Rồi, câu 1 này đúng không em? Đúng không Phương Anh nha? Rồi, câu số 1 này, à, bước 1 nè, thầy chỉ Phương Anh nè. Đầu tiên, em vào Google, search auto channel nha rồi đây các bạn đây à, đây bạn thấy không video của thầy nè rồi đây vào đây vào trong kênh của thầy nha bởi vì cái đó nó dài lắm thầy gửi video cho em để em nhìn cho nó rõ luôn vào playlist nè rồi playlist đây kiếm cái playlist gồm 21 video rồi đâu rồi chờ thầy chút nha từ từ đó nhiều khi giờ thầy nhìn nó bị ló luôn rồi từ từ đây từ từ, từ 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh phải bình tĩnh đây 21 video nè đây 21 video rồi đây ở đây xuống đây cách nói dù cho dạng đặc biệt đâu rồi từ chờ cách tải tài liệu à, ngữ pháp ngữ pháp 100 câu viết câu từ từ nha câu dù cho đây rồi đây nè em. rồi đây À, bạn Phương Anh nè Đây chính là cấu trúc dù cho nhưng đặc biệt nè Ở đây thầy đầu tiên là thầy ghi công thức cho em nè Cách 1, cách 2, cách 3, cách 4 nè Cái câu của mình hồi nãy thầy làm á Thầy làm á là cách này nè Là cái câu của mình nè Tính từ nè, cộng S nè, cộng đô nè Đây là cách vừa rồi nè đây Xong rồi ở dưới đây nè Thầy ví dụ cho các bạn là chuyên Nguyễn Họa Hà Nội, chuyên Quảng Bình và đặc biệt là chuyên Hồ Chí Minh có quá trời luôn nè chuyên Hồ Chí Minh có nè năm nào cũng có hết không phải năm nào cũng có phải 4 năm 5 năm rồi đây Hồ Chí Minh 18 nè 19 20 thậm chí 21 cũng như nó có luôn đó các bạn này 18 là 15 nè Hồ Chí Minh rồi thầy ví dụ cho các bạn ha là cái cấu trúc này nha rồi đây học sinh giỏi Olympic 30 tháng 4 nè mới nhất có luôn rồi tóm lại là đã xong rồi tóm lại là à rồi. Rồi, phân anh vô đó đi nha. Rồi tóm lại câu số 3. Rồi, làm cho thầy ha. So cộng tính từ influential là ảnh hưởng nha. Rồi, influential các bạn. Rồi. Rồi đảo ngữ nè. Rồi, so influential. Rồi bây giờ các bạn sẽ đảo ngữ nha. Rồi các bạn sẽ đảo ngữ cho thầy. Rồi đây rồi à, ở đây các bạn rồi à, soda có luôn để chờ hai xíu từ từ à, để thầy để một số bạn à, từ từ nha đảo ngữ soda soda đây đây đảo ngữ soda nè trường hợp 1 xô so cộng tính từ cộng bi cộng s cộng đáp nè rồi trường hợp 2 rồi phía dưới là có Uh, set đáp luôn nè sách đáp set đáp set đáp và câu từ các đề thi hồ chí minh vân 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 nè rồi tóm lại áp dụng nó là đây tóm lại tới từ, từ bi nha is tới từ bi các bạn is rồi the rồi the dấu thăng viết sao đây trash trash tag challenge là thử thách ha rồi challenge rồi tới chữ đáp rồi, viết lại các bạn ha Là more and more people Rồi, have static To clean up Up uh, There Near By Rồi, polluted uh, Polluted Rồi, area Trong cái Rồi, tóm lại bạn sẽ viết như thế này nha rồi tóm lại bạn sẽ viết như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4 nha. Rồi. Đây là một câu. À, đây là một câu không khó lắm ha. Rồi. Tôi tham gia trong một chiến dịch để mà kêu gọi ý thức của người ta bảo vệ động vật hoang dã vào ngày hôm qua, Kay nói. Rồi tôi tham gia trong một chiến dịch để nâng cao ý thức của người ta, Kay nói. Rồi Kay nói rằng rồi câu này câu dễ các bạn Ở đây là hay à, ha Là hi Rồi Ở kia là thì Quá khứ Thì chuyển thành quá khứ hoàn thành thân Rồi Park các bạn In a Cam A pen Rồi To race Rồi viết lại hết là sao các bạn Rồi tóm lại là viết lại hết Rồi đúng rồi Viết lại hết nha Chỗ này sẽ là The previous day Nhớ thầy Chỗ đó là The previous day Thầy thấy là các bạn làm chuẩn nha Rồi thầy thấy à... Rồi rồi đúng rồi nha Cái từ trust tag nha Rồi đúng rồi Thùy Lâm nha Rồi đúng rồi em Rồi à, trust tag Rồi đúng rồi Thầy thấy các bạn viết đúng nha Rồi à, Câu số 5 các bạn Rồi câu số 5 Rồi câu số 5 đây Thì à, Mãi Cho đến khi Nó thì mãi Không cho đến khi mà cho đến khi anh ta trở thành một người cha, anh ta mới cảm thấy rằng trách nhiệm gia đình hướng về anh ta, rồi là cha, rồi hướng về anh ta. Tóm lại chữ not until viết hết lại khúc này các bạn, rồi tính tiếp nha. Rồi tóm lại sau 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 từ not các bạn viết lại hết. Not until he became a father. Rồi đảo ngữ chỗ này các bạn nha. Đảo chỗ này nè. Did Did rồi he uh, feel rồi, từ từ, fill, từ từ, từ. Rồi, did he he đây Đây các bạn, rồi, rồi, a strong a strong of sense towards his parents, parents, đây, rồi, xong parents parents. Đây, rồi. Xong ta sẽ qua phần chúng ta sẽ qua viết câu các bạn, chính là phần viết phần viết câu, rồi chính là phần viết câu à, Đây các bạn Rồi chờ thầy chút nha Rồi chờ thầy chút Thầy thử cái này coi Rồi đây chờ thầy chút nha 2, 3, 4, 5 Rồi chúng ta sẽ qua phần 2 các bạn Đây chúng ta sẽ qua phần 2 Rồi đây phần 2 đây Rồi chúng ta sẽ qua phần 2 rồi các bạn viết cùng với thầy nha. Đây, phần 2 đây. Rồi, phần 2. Rồi, muốn cho nó rộng ra chút xíu thì cho nó rộng ra chút xíu nha. Rồi để dễ nhìn các bạn. Rồi, đây. Rồi, chúng ta sẽ viết các bạn. Đây, phần 2. Rồi, đây các bạn. Rồi, trên, trên sau đây. Rồi, trên. Rồi, câu số 1 các bạn. Thì Jane không nộp bài luận của mình sớm. Vì vậy, bây giờ quái ân hận đây. Bạn nào dùng ít loại 1, à, câu ước loại 1 là không đúng nha. Các bạn hãy cẩn thận để xem có bạn nào ước loại 1 không. Rồi, tóm lại rằng đây chính là câu ước mà ước loại 2. Bởi vì à, cái việc bên trên các bạn, nó xảy ra rồi. trên ước gì? Anh ấy. Rồi. Uh, đã nộp nha hết hand did in ước là phải ước trái và ở trên các bạn vì vậy không còn nốt nha bạn nào ở đây sorry các bạn ha ở đây không phải là he mà là her rồi trên mà là là she ha ta trên rồi ok uh, in her các bạn rồi ờ size size mình rồi earlier rồi tóm lại tới đây thôi chấm cái nha trên ước cô ấy ở từ, từ đây she nhìn nó loáng luôn các bạn she has handed in her rồi bạn nào viết thế này sẽ đúng nha à, Jane với cây là girl ha thì cứ thấy trên 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 thì nghĩ rằng à, đúng rồi trên là girl đúng rồi rồi trên là girl rồi các bạn sẽ viết thế này cho thầy nha bạn nào mà viết là à, Vũ Ngọc thiếu chủ ngữ nha Vũ Ngọc coi chừng coi, Vũ, 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 Ngọc coi chừng nha Vũ Ngọc nha Từ wishes và em không có cái từ hi hoặc she Để chật lất đó nha Cẩn thận cẩn thận nha Rồi she Đúng rồi em Rồi cảm ơn Hạnh Trương Hạnh nha Rồi she đúng rồi Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 Đây các bạn On Rồi on gì các bạn Rồi câu số 2 Chính là on à, mà chúng ta đã học ở cái phần đảo ngữ ha Ở Destination B2 Hình như unit 17 nha Rồi on no account uh, rồi chính là nó tương tự như cái under no sơ cầm các bạn rồi circumstances rồi đây rồi đảo ngữ nè các bạn đây đảo ngữ nè đây đảo ngữ nha đảo ngữ nè đưa chỗ đầu đầu đầu, đầu câu các bạn is rồi lái xe uống rượu ha drinking rồi driving rồi đây sẽ là V3 bạn nào mà chỗ này mà dùng nốt nữa thôi thầy bó tay nha bạn nào dùng nốt là không chật, không có nốt gì ở đây nha rồi lưu ý thầy rồi tiếp các bạn rồi tiếp nha câu số số 3 ba của tôi cho tôi tiền của ông ấy vì vậy tôi có thể vượt qua rồi vượt qua được cái crisis là cái khủng hoảng khủng hoảng về tài chính các bạn là khủng hoảng về tiền bạc nha rồi thì cha của tôi cho tiền tôi vượt qua được cho chưa cho rồi xảy ra chưa xảy ra rồi vậy là ít loại mấy chính là ít loại 3 mà ít loại 3 đặc biệt các bạn một là before rồi một là before à, câu ít loại 1 thầy cũng có trên YouTube luôn các bạn nha trên kênh của thầy có rất nhiều thứ các bạn rồi ít nè các dạng ít đặc biệt nè đây đây chính là đảo ngữ mệnh đề if nè. Rồi đó. Đây vừa có công thức vừa có những câu uh, cho các bạn nha. Đây nè. Đó. Dạng đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 đảo ngữ cho các bạn luôn. Rồi. Rồi đây các bạn. Uh, but for my. Uh, but for các bạn nha. Hoặc nè. Hoặc nè. Uh, if it had not been for là gì các bạn? hết it not been for rồi rồi tới gì các bạn? Rồi tới gì các bạn? Oh à, cha của tôi, my father phải s à, uh, money rồi money các bạn rồi money my father phải s money phải tôi sẽ không ai could not have overcome Uh, the financial crisis, financial crisis. Rồi đây. Rồi tóm lại bạn viết thế này nha Rồi. Rồi. ASMA à, là gì Tom ơi? ASMA là gì Tom ơi? Thầy không còn tin nữa nha Tom ơi. Thầy không còn tin nữa Tom. Vì vậy rằng Tom dùng ngôn ngữ tin là thầy bó tay nha. Thầy hết tin rồi. Thầy chuyển qua chế độ già rồi. Rồi, câu số 4 các bạn. Rồi, câu số 4 nha. Đừng có quên để rửa tay của bạn thường xuyên. Mẹ của cô ấy nói. Mẹ của cô ấy nhắc nhở ha, remind it. Rồi, mẹ của cô ấy nhắc nhở, nhắc nhở ai? Nhắc nhở cô ấy. Reminded các bạn dùng song quan to do trong thân như thầy nha. Rồi, ở đây là not to À, nhắc nhở cô ấy để rửa tay thường xuyên, không quên rửa tay thường xuyên. Rồi nhắc nhở cô ấy để rửa tay các bạn, rồi vậy đủ nghĩa rồi. Uh, to wash uh, nè, her hands rồi frequently. Mẹ quay nhắc nhở cô ấy để rửa tay cô ấy thường xuyên. Hay là Mẹ quay nhắc nhở cô ấy, rồi đúng rồi các bạn. Rồi, à, Tom giải thích cái từ đó là từ gì Tom ơi? À, trương amsterdam hỏi thầy bất pho là gì ha đây nè em bất pho chính là nếu không nhờ nếu không vì tóm lại ba công thức này nè chính là bằng nếu không vì rồi chờ thầy xíu nha đây chính là nếu không vì rồi hoặc là nếu không nhờ nha em nha nha trương Amsterdam đam nha nếu không vì nếu không nhờ đây chính là một dạng íp loại ba đó em đây chính là một cái vế của ít loại 3. Rồi em tham khảo trên đây nè thầy nè. Ở trên đây có nha. Đảo ngữ mệnh đề ít. Chờ thầy xíu nè. Nó có hết trong đây nè. À, đây nè, đây, đây. Trong đây thầy có, có, có ghi cho các bạn nha. Rồi đây. À, đây nè. À, head it up info nè. Em sẽ gặp những cái dạng trên đây, 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 đây nè. Rồi tóm lại. Em xem nhìn đó. Rồi đây các bạn. Rồi, à, chúng ta sẽ qua tiếp theo nha. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp theo. Nó thì chắc chắn rằng sinh viên chuẩn bị cho cái kỳ thi cẩn thận nha. Rồi, câu số 5. Bạn nào không cẩn thận là sai nha. Rồi, câu số 5. Bạn nào không cẩn thận là à, sai nha. Rồi, câu số 5. Rồi. à rồi 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 phản ứng rồi à, bạn dùng thực nghĩa cao siêu quá giờ thầy biết luôn tom thật là cao thủ nha tom nha rồi à, câu số 5 này bạn phải có cái từ must nè đây là must các bạn phải có từ must người ta cho chúng ta các bạn đây là thì quá khứ nè rồi Rồi thầy cảm ơn Tom nha. Rồi thầy học thêm một thuật ngữ ha. Rồi thầy học thêm một thuật ngữ trong tiếng Anh là ASMR. Rồi đây. Rồi on student must các bạn. À, Nó thì chắc chắn rằng sinh viên đã chuẩn bị tốt kỳ thi. Tất cả sinh viên must have. Rồi must have còn v3. Đây chính là suy luận quá khứ mà bạn suy luận một cách chắc chắn các bạn nha. Rồi, bạn suy luận cách chắc chắn là must have còn V3 for the exam. Rồi, exam. Uh, carefully. Rồi, bạn chấm cái cho thầy nha. Rồi, bạn chấm cái thầy. Rồi. Rồi. Rồi, thầy cảm ơn Tom nha. Thầy sẽ ngâm cứu thử nha. Rồi, uh, chúng ta đã xong các bạn. Chúng ta đã xong đề thi chuyên anh Lào Cai. Năm 2020 Rồi chúng ta đã xong rồi Bạn nào có câu hỏi nào chưa hiểu ha Thì cứ comment với dưới hỏi thầy nha Rồi để thầy trả lời cho bạn luôn Rồi Nếu bạn uh, nào uh, Có uh, Nếu bạn đã hiểu rồi Thì bạn hãy đi học những câu khác đi nha Rồi thầy cảm ơn Tất cả các bạn đã theo dõi nha Rồi đặc biệt là uh, Các bạn phát biểu rất là rầm rầm nè Bạn khuê phạm bạn Tom nè rồi, bạn Khuê Phọm, bạn Tom. Rồi, à, rất nhiều bạn nha. Rồi, bạn Nhân Nhất nè. Rồi, bạn Huyền Diệu, bạn Lai, bạn Vũ Hoàng nha. Rồi, bạn Trương Hạnh ha. Bạn Lai, bạn Phương Anh. Bạn Thùy Lâm. Rồi, bạn Lê Thùy Lâm. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào không hiểu thì cứ hỏi thầy. Và rất nhiều bạn ha. Rồi, thầy xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi. Rồi, thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, thầy sẽ dừng tại đây. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ha. Rồi, rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, thầy off đây. Thầy off đây nha. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn.